Hello cả nhà, hôm nay lại có combo khủng nữa cả nhà ơi. Thì chiều đóng hàng xong thì được anh khách ở Long Thành, Đồng Nai nha, đặt hai cần Fukushu, một máy ben với kèm thêm là hai cây chống đầu sơn tĩnh điện chống chày Anod. Đó. Thì ở đây cái câu Fukushu này bữa giờ chắc là nhiều anh em kiểu như bị quên rồi, kiểu như không có review quá, với lại không có lên sóng thường á. Đây Fukushu. Cái mẫu này là mẫu 3m15 nha cả nhà. Mẫu này là mẫu 3m15. Đó. Phôi là phôi Touray carbon nè. Đó. Thì hàng này nói chung là nó tải cá lên tới 3 mắc của nó là 35 kg. Tải mồi là 400 g. Tức là lực tải cá của nó là 150 lb. Độ cứng là XXXH. Size là 3m15. Đó. Khoan là khoan xích nha cả nhà, khoan xích bớm. Thì cần nó sẽ có nhiều chỉ, tại vì nó làm giống như cần dựng vậy đó, ra rất là nhiều chỉ. Đó. Phôi này phôi là phôi Touray của Nhật á, Touray carbon, Matsuri Japan. Bát là bát Fuji của Ryoko luôn nha cả nhà, bát Fuji của Ryoko, cán mút 3 khúc nè, đít là đít Fuji luôn nè, đít Fuji. Đít này nhưng mà đít là đít của Ryoko nha cả nhà. Cần Ryoko nó đít của Ryoko luôn. Đó. Cái mẫu này là cái kiểu khớp nối là khớp nối cắm ti. Cắm ti là như thế này. Đó. Ở đây là giống như một cái cây ti vậy đó, giống như một cái cây vậy đó. Cái phôi này thì gần như nó muốn đặt luôn cả nhà. Cái khúc khớp nối là gần như nó muốn đặt luôn. Thì nó chịu lực rất là tốt ha. Cắm ti là cắm như thế này. Đó. Cắm ti vô thì cái khớp nối cắm ti này nó sẽ bị hở một chút nha, nó sẽ hở một chút, nó không có liền được. Thì thời gian anh em chơi lâu ngày nó sẽ mòn từ từ thì nó sẽ liền vào. Nhưng mới về nó sẽ không liền nha, mới về nó sẽ không liền. Đó. Thì cái dòng Fukushu này á, nó sử dụng chỉ Thread Grab nha cả nhà, chỉ Fuji á, tên là Thread Grab. Đó, đọc tiếng Anh nghe chán quá. Cái này là nó quấn chỉ, nó đi chỉ Fuji luôn. Thì chữ Fuji luôn nha. Ngọn của nó là ngọn 4 ly nha cả nhà. Ngọn này ngọn 4 ly. Khoen xích toàn bộ hết. Ngọn này ngọn 4 ly, ngọn bạo lực. Đó. Đây là một cặp nha, một cặp. Một cây là chỉ đỏ trắng, một cây là chỉ tím vàng. Đó, thì khách đã có một máy rồi, khách mua thêm một máy nữa. Ben Slammer lộn. Ben Battle 2 size 6000 nha cả nhà. Con này là Battle 2 size 6000. Tông màu vàng đen. Đó, ben thì lúc nào nó cũng đóng mọc ben như thế này luôn. Con này thì rất là bạo lực nha cả nhà. Mấy con ben thì con nào cũng bạo lực hết á. Cút tay quay cực kỳ to và cút máy cũng cực kỳ to luôn. Đây, cút tay quay nè. Chà bá lửa luôn nè. Rồi cút máy nó thì nó có trợ lực, nhìn rất là hầm hố. Cút máy đây. Ben thì nói chung anh em không có xa lạ gì rồi ha. Ben rất là khỏe. Đây. Đó, cút trợ lực nè. Bánh găng chà bá lửa luôn. Cút to, cút dưới cũng to nữa. Đó. Thì cái bộ này cũng khá là cao nha cả nhà. Hai cần với một máy này cũng gần xem 10 tuổi á cả nhà. Bây giờ em gặp được nhiều cái combo khủng. Đó. Cái cây màu đỏ này cũng khá là đẹp nè. Có in chữ Ryoko luôn ha. Cán thì nó làm cán mút 3 khúc. Cái khúc mút này rất là dài, cỡ 20 cm thế này thì giúp anh em mình khi mà cân máy á, máy lớn máy nhỏ là cân thoải mái luôn. Đó. Khoan đề ba sắp ngược. Fuji Zip sắp ngược nha cả nhà. Khoan Fuji Zip sắp ngược. Đó. Rồi bây giờ thì chuẩn bị gom hàng. À quên, còn hai cái chống nữa. Đây là hai cái chống CNC đầu Anod, tức là sơn tĩnh điện, đó là chống chày. Thì anh em cái này á, khi mà anh em bị cạ hay bị gớt gì, nó không có bị chày cái đầu này. Không bị chày ha, nó ra làm ra rất là nhiều màu. Như đây màu cam, thì đây màu xanh dương. Rồi màu hồng, màu trắng, màu đỏ, tùm lum màu hết nha cả nhà. Nó làm ra nhiều màu lắm. Đó. Thì cái này anh em cần thì cứ inbox cho em gửi cái mẫu cho, gửi cái bảng màu qua cho anh em lựa.
Một cây như vậy thì giá hiện tại bán ra là 260 nha cả nhà. Lúc xưa thì 250 thôi, bữa nay inox nó lên, công ty nó lên á, thì bên em cũng lên 10.000 luôn, 260. Rồi thì combo này sẽ có hai cần, hai cây Fukusu 3m15, một máy Ben Battle 2 sẽ 6.000, viết kèm thêm hai cây trống đó, thì chuẩn bị đi Long Thành. Thì nãy giờ đi Long Thành mà đặt xe á cả nhà, không có ai nhận hết trơn. Đặt xe nãy giờ chưa có ai nhận hết trơn nè cả nhà. Phí cao kinh khủng, 280.000 tiền phí. Quá trời quá đất. Đơn này thu hộ đến tới 9 củ mấy cả nhà. Giờ đợi shipper thôi, shipper tới là gom hàng đi thôi. Rồi anh em nào muốn gáp combo khủng hay là combo thường thì cứ liên hệ em nha. Em sẽ gáp cho cả nhà mình. Muốn hàng như thế nào thì cứ báo em. Cần thì cây Fukusu này vẫn còn hàng nha. Anh em nào cần cứ liên hệ. Máy Ben thì bao la luôn. Máy Ben thì bao la thế giới luôn, đầy đủ, size 4, 5, 6, 7, 8 gì á. Anh em cứ liên hệ. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Lâu lâu có mấy combo khủng á, hay lên khoe lắm. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.